lành. Trong mắt người lãng tử, niềm vui sướng thay chàng. Thay mấy nhịp tương tư, sườn tàn ca khúc cho hay. Tiếng đàn ai oán đâm say lòng người. Nhưng không, khi phục quy hồng chưa kịp thắm, kẻ bạc như hải ngọn tình, không ai khác là ta. Đôi chim non đang phiêu du trong giấc mộng ta bạc. Cứ ngỡ là ta sẽ ở bên nàng mãi. Liệu có vì gì mà nàng phải nếm trải đắng cay? Máu sắc tim gan, thương cho một dáng kiều, sống cho chú chim hoang ta yêu nàng. Như sự bất lực rơi trong ta, sẽ ta đang ngọn tình như một thoáng khói trong qua. Phủ nhung lên phím đàn, kêu tiếng mãi không nhòa. Giọt rượu nồng theo hương, tiễn lên đàn một bông hoa. Thấp cửa thua tí đàn và trong vào đau ruột nói ra ngại lời. Thấp cửa thua trí đàn bà, trong vào đau ruột nói ra ngại lời. Danh thân kẻ yêu sắc lòng không tin chuyện nữ nhi. Đặt sự nghiệp làm trọng lớn chỉ hướng tới một chữ thi. Dùi mài kinh sử khi mà đại danh tổ tông ta ngập mang. Phút chốc đã vội biến mất phải hồn va vào mắt nàng. Tiên nữ đứng trước nàng chữ nghĩa rồi vô nghĩa. Giáng trần cùng nàng tay trao trăm xe sẽ tơ duyên dáng yêu kiều khiến ta yêu liều nguyện cùng nàng lưu luyến thay ước hẹn mai sau nhưng chớ trêu thay. Cuộc chia ly chỉ vừa mới bắt đầu, ta đâu biết chỉ một lần rời xa kết cục lại phải mất nhau tới vạn kiếp. Tiếp xiết sự xích của cuộc đời kẻ người lưu lạc kẻ giam cầm với định kiến. Bởi ta biết trời đã định trả nợ tình đành nghe theo lời vân vì suy cho cùng. Ta là ai mà chống lại số phận. Phút cuối gặp lại xum vầy và đoàn viên sắc người tim ta chung này thầm hoàn duyên. Phút cuối gặp lại như chưa hề có cuộc chia ly nhưng nực cười thay đôi tình nhân này chỉ là chi kỷ. Giờ cho anh thấy cánh tay của mọi người mới ạ. Và mình là Mã Giám Sinh. Let's go. Cho xem phận nữ nhi như là rau để lựa. Lựa hàng tỷ thì dân khách vào mấy lời sau để dựa. Hãy mới nào mà ưng mang nhiều đắt cũng dắt về. Nhiều đấy là tấm tắc nghề. Và còn cái câu chuyện dài mà khúc về sau cái nữa. Áo quần vảnh như là khả ngồn cũng phệ đến phá xô. Một tay nắm cả thanh lâu, một tay đếm bạc. Nhưng quá khu văn danh kinh thành là anh à. Từ mama cho đến cả đám binh trong vùng dân tình gọi anh là chủ lâu xanh AK mà dám xin nghe đâu xa cần. Gia đình bên ngoại họ Vương nọ cốt cách liên gia giáo có nàng ai nữ không ai kiên đỏ vì cả phương sắc lẫn tài pha nghề đội thi họa cái giá 400 lượng đưa ra xem chừng quá hời để quy trả nàng theo ta có người thương cứ theo hoa đây đi tuổi xuân để lại hành xe còn giữ là lòng yêu cha sự thật là ta không muốn đưa nàng vào chúng lang thang để rồi chúng năm lưu lạc bên nhờ nàng nhận lại những lời hàm oan.
Wait, yo, make some noise for one more time, yeah! It's a big way, yo! Bạch tình nổi tiếng lầu xanh, một tay chung hết mấy canh phù dung. Let's go, sạch cái đào hoa được mấy người cỡ anh gắn mát vào da gọi đúng là sở khanh. Nhưng cư dân chuyên về anh quán câu là dinh, thật giả lẫn lộn em không biết đâu là thinh. Để anh kể em nghe về các mối tình của anh, mọi người nghe xong đều phải lắc đầu nhiều. Thư sinh tuấn tú ông bướm thì bủ quanh, vì anh muốn sang nên phải bắt cầu kiều. Băng thanh ngọc khiết này như tiên nữ dáng chân, chỉ cần nhìn vào ánh mắt cũng đủ làm ta say. Tú bà xem này như gà biết đẻ trước vang, lập mưu kế để ta dẫn nàng cao chạy xa bay. Đưa nàng vào chồng sau quốc ngựa truy phong, cái tên sở khanh từ đó được truy phong. Thực ra ta có mặt tốt nhưng mọi người đã quên rồi, chỉ có cái tiếng xấu là lưu truyền mãi muôn đời.